Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 14 đến câu 21. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi tớ ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến ghen tương, người ta cho rằng ghen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người, phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực, được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, bực tức, ích kỷ, cảm thấy mình thua kém và lo lắng về một sự mất mát. Hay nói cách khác, ghen thể hiện sự không bằng lòng về một đối tượng hoặc những kết quả, thành tích, hoạt động hoặc sự hạnh phúc, thành công của người khác, thể hiện qua thái độ không vui, khó chịu, tức tối, bực bội, hậm hực, bất mãn. Đoạn tin mừng trên diễn tả cho ta thấy những người Pha-ri-siêu cảm thấy bực tức, ghen ghét trước sự giảng dạy và hành động của Chúa Giêsu, nên họ có ý định làm hại Chúa Giêsu. Bởi Chúa Giêsu đã rao giảng không những bằng lời nói chân lý mà còn trong chính hành động cụ thể của người. Chính lời rao giảng này đã đụng chạm đến lợi ích của họ và làm sáng tỏ lối sống ích kỷ, khắt khe của luật lệ mà quên đi chiều sâu tình yêu nơi Thiên Chúa. Tuy nhiên, với lòng dạ của họ như vậy, Chúa Giêsu vẫn luôn kiên nhẫn. Ngài không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Ngài lên tiếng giữa phố phường. Ngài không đành bẻ gãy tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta học được bài học kinh nghiệm mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta qua thái độ sai lầm của người Pha-ri-siêu. Chúng ta cần gạt bỏ những lối sống ích kỷ nhỏ nhoi để hướng đến một cách sống yêu thương đích thực. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết lấy chính cuộc sống của mình để làm lời rao giảng về Chúa, và xin cho chúng ta cũng biết giới thiệu lòng thương xót của Chúa cho những người anh em xung quanh chúng ta.